Ba nhiêu tuổi vậy ba? Sáu ba tuổi đó. 63 tuổi. 63 tuổi. Ừ. Ôi dồi ôi, 63 tuổi còn đi tìm được măng. À, đi lấy một tí để ăn thịt. Bà giỏi quá nhỉ. À, lấy một tí để mua thịt ăn. À, 200 là được 2 ký thịt rồi. Bà giỏi quá. Cái củ lạ nhất trên đời. Không hiểu củ gì luôn. Dùng riêng cái xe luôn ha. Dân ở đây chủ yếu sống vào nghề măng ha. Mà có mùa mưa này. Vâng, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Văn Trường lại tiếp tục đi thám nghiệm hai cái ngôi làng đáp danh giữa một cái làng gọi là một cái làng Mông cô lập ha. Thì nó nằm ở kẹp giữa hai tỉnh, giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk, cách nhau có một con suối thôi. Thì mình sẽ đi thám hiểm một lúc là hai ngôi làng. Thì bây giờ mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị đi với mình để cùng thám nghiệm xem trong cái ngôi làng này dân người ta sống bằng cái gì và làm những cái việc gì, rồi có cái gì lạ lẫm đối với mình và tất cả cô chú anh chị không ha. Rồi bây giờ thì tất cả mình cũng xin mời cô chú anh chị nha. Nhà bà có đất nhiều không? Nhà bà có đất nhiều không? Không. Không có đất á hả? Không có đất mới phải đi lấy măng. Ồ. Không đi để không có gì ăn. Phải đi ăn chứ. Như vậy là cứ phải cọt như vậy luôn á hả? Ồ. Nhìn siêu quá ha, biết đường làm. Nhà mình gần đây không? Gần đây không? Nhà gần đây không? À. Vì sáng giờ đi từ lúc mấy giờ mới được bao nhiêu đấy? Ôi, không gì đâu. Không có đồng hồ để không biết. Không có đồng hồ không biết. Có điện thoại chứ? Điện thoại nhà mà. À, đi không mang đi luôn. Lỡ lạc đường thì sao? Lạc đường thì sao? Lạc đường biết đường đâu mà gọi về cho chồng. Có lạc được không? Không biết. Không biết. Nên là đi một mình ấy, đi này mẹ của mình à? Đây à? Đấy. Bà. Bà cô. Cái này của bà bán, cái này bán được khoảng bao nhiêu tiền rồi? Cái bao này. Cái này ba. Ừ. Cháu mua. Không không, ý con hỏi á. 200 này. 200 hả? Ừ. Một bao này được 200 hả? Ừ, 200. Lương cao đấy. Bao đầy á? Ừ. Không. Bao này nếu mà đầy là được 200.000 là lương cao như lương giám đốc rồi. Bao đầy là 400 đấy. Đầy 400 đi. 400 luôn á hả? À, một bao này đầy là được 400 luôn. À, đây là 400, nó là 200. Ồ.
Như vậy là kiếm chừng nào mới được một bao đầy này? Tối được không? Được giờ đến tối được bao này đầy không? Ừ. Bà nhiêu tuổi vậy bà? 63 tuổi đó. 63 tuổi. 63 tuổi. Ừ. Ôi dồi ôi, 63 tuổi còn đi tìm được măng. À, đi lấy một tí để ăn thịt. Bà giỏi quá nhỉ. À, lấy một tí để mua thịt ăn. À, 200 là được 2 ký thịt rồi. Bà giỏi quá. Nhưng bà vẫn còn leo được đồi. 63 tuổi là còn leo được đồi là thích quá rồi. Vậy cái này của mình được một bao chưa? Với cái bao này nữa hả? À, được 2 bao rồi. 2 bao là được 800 nghìn rồi. Được. Thế một bao được 400. À, rồi làm sạch là không được. Làm sạch mà không được. Ồ. Làm được 2 bao để làm không được. Cái này được 2 bao. Ồ. Nhưng nếu mà làm sạch như vậy là không được. Bây giờ là không có luộc nữa, đúng không? Cứ như vậy là như cái này là không có luộc nữa, là mang về là bán tươi luôn. Về ở đây nó có bảo vệ rừng gì không? Nó có cho đi lấy không? Có. Đó, con cho lấy cho... cây thôi. À, không có, không có cho chặt cây thôi. Cho chặt cây, lấy măng thì được. À, lấy măng thì được. Dân này nhiều đất mà làm sao mà đói chết được. Ô, có người. Đông có người mà. Đông người lấy hả? Đông người. À, bây giờ bà tiếp tục đi lấy hả? Đi lấy. Đi cái này phải cái của lấy một chút. Ồ, bà 63 tuổi mà vẫn còn lấy được măng là bà rất là khỏe đấy. Con ước gì con 63 tuổi mà con còn được đi lấy măng với bà. Bà lấy cháu thì chẳng có à. Bây giờ con đi với bà đi lấy măng. Bà đi lấy mà cháu họ đi mà. Không, bây giờ con theo bà đi lấy măng. Được không bà? Không đi được đâu. Được. Bây giờ con với bà đi. Bà, con đi bẻ cho bà. Được rồi, để con cất xe đã. Con cất cái xe máy, cái xe cùi bắp của con kìa. Bà chờ con đi, con lấy bà đi ha. Rồi bà chờ con đi đi. Con dắt cái xe vào trong mát đó nhá. Bà nhá. Rồi. bà nói gì á? À, bây giờ là đi về nhà. Bây giờ con chở bà về nhà nhá. Rồi con lấy cái xe, con lấy cái xe quỷ bắp này của con chở bà về nhà. Nhà bà gần đây không? Ồ, rồi gần cầu cái gì? Rồi con chở bà về. Con chở bà đi bán măng luôn.
treo nó đót té đấy. Này mình phải gọt sạch như vậy luôn á hả? Gọt sạch như vậy người ta mới lấy hả? Nhìn làm này cũng khá đẹp đấy nha. Làm đẹp mới mua. Bao nhiêu đây, được khoảng bao nhiêu tiền rồi? Chắc hơn chứ, đống này nhiều mà. Năm mươi ký là 7.500, đúng là gần 400 rồi. Đi buổi sáng thôi, ngon rồi. Quá thích rồi. Ghê vậy. Là một ngày á. Nó đi một buổi nhưng mà nó một mình nó là gần một ngày nhưng mà gần 1 triệu mà. Tạm lấy luôn mà. Vậy cái này hồi sáng một mình hay là hai người? Một người hả? Đi xa thì mới có nhiều. Cái này là măng lộ ô đúng không? Một ngày kiếm được 1 triệu cũng không phải đơn giản. Khó đấy. Khó kiếm được 1 triệu đấy. Đường xấu. Sáng gặp bà tút lút trên kia mà sao mà bà đi bộ được bằng đấy xa. Bây giờ là gọt măng nha. Gì đây? Bóc một cái này hả? Gọt hết từ đây hả? Gọt hết cả cái trắng trắng này. Còn sao không? Nào có 2-3 lá đi nó mất nhiều ký không? Có đấy, nếu mình bốc có những Để con bê cho bà. Bà bè giúp con cái tay lái này ra đây. Thank you.
bà uống nhá. Ừ, bà cứ lấy đi. Đâu bà uống nước gì? Bà lại uống nước gì? Đó, bà uống cái gì bà lấy bà. À, cái đó nước gì? À, lớn tuổi rồi mà còn sức khỏe như. Hãy mang về. Nặng thế sao mà bê nổi. Bao này được mấy trăm rồi? Hơn 300 một bao rồi. Sướng nha. Bảy ngàn tư một tà ký. Đi lấy một ngày như vậy là lấy đủ một tháng là lương cao hơn lương giám đốc á. Chiều khác có xe tải bốc hả chị? Ủa mình sao chở được đi? À. Đi bán nha. Đó, chở bằng cái xe máy cày này. Nguyên một xe luôn. Dùng dình cái xe luôn ha. Dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề măng ha. Và có mùa mưa này. Nhất trên đời. Không hiểu cụ gì luôn. Đẹp nhỉ. Mình không biết. Cái này nó phải có bông nó mới đẹp, nhưng mà này mình đâu, lại không. Cây nào cũng có bông hết chú. Phải có bông. Ừ. Ừ, phải có bông. Chị lấy cái này mang về bỏ đây lâu chưa? Hả? Lâu rồi. Lâu rồi hả? 10 ngày đấy thôi. 10 ngày mà lâu? À, lâu là 10 ngày thôi. À, lâu là 10 ngày. Nghĩ là mới 2-3 ngày đúng không? À. Còn lâu là lâu 10 ngày. À. À. 10 cái này ngày đây rồi mà nó vẫn hay như vậy, vậy biết mà ai ba cái gì hắn. À. Cái gì? Bỏ tay luôn. Nó cây la mà la gì mà mình không biết. Ừ. Mà cây đây là chẳng chẳng cây nào cũng có hoa hết. Người còn đó vậy, cây nào mà cây không hoa. Ừ. Đúng là cũng chịu thua luôn. Chịu không hiểu luôn. Họ nói cây gì cũng có hoa hết mà chẳng qua mình không biết. Ý là mình còn hỏi mà cây này có hoa hết họ luôn. Có chứ không có cây nào lẫn có hoa. Ừ. Thấy này này, nó sao sao á. Cái này nó ở trên cây với chú nói nó ở dưới đất đâu. Ở trên cây luôn ha. Ở trên cây mà tập xuống. Ừ. Cây lạ. Này là cái cây lạ nhất mà mình đã từng thấy. Chừng này đúng rồi. Đây 20 năm mới thấy này. 20 năm luôn. 20 năm ở đây mới thấy cây này cả buôn này luôn mà. Ồ. Oh. Vậy là cây này là cây hoa lan biến đổi gen này. À. Nó có cái nu nữa này. À. Ở cái lỗ thôi. Lỗ a à, cái này chắc cái lỗ mũi của nó. Tự lỗ nó. Cây độc lạ này, đúng là cây độc lạ đây. Cái này là rừng 5K đúng không? Rừng 5K. À, cái này là thôn gì nhỉ? Thôn Buôn Lắc Ló. Thôn Buôn Lắc Ló thuộc xã 5K. Xã 5K. Ồ. Cây này thì... Ồ,
bên này nó có cái lỗ đít. Đây đây chỗ này. Đây. Ồ cái này bẻ nè, vết này là cái vết bẻ. Thì nó ở trên cây. Ừ, vết này là cái vết bẻ. Ở trên cây. Ừ. Nhìn nó cũng hay hay. Đẹp đấy. Mà ai đi không thấy mẹ con mình ông xã đi mới thấy. Ờ. Mà ông đi rừng nhiều, ông xã đâu có đi rừng. Ừ. Lâu lâu ông đi thôi, cứ đẩy đồ ấy, tự nhiên chứ ai cũng đi không thấy. Ừ. Cây này cây độc lạ của rừng 5K. Duy nhất có một cây một. Buồn lách ló. Rồi thì đến đây thôi, mình cũng xin khép video clip tại đây ha. Nếu cô chú anh chị cảm thấy hay thì nhấn like và đăng ký ủng hộ cho Du lịch Bất Động Sản nhé. Một lần nữa, Du lịch Bất Động Sản xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video sau.